Rumania muốn tạo nên bất ngờ khác tại Euro 2024 vào đêm thứ ba khi họ đối đầu với Hà Lan ở vòng 16 đội. Tuy nhiên, trước đối thủ dày dặn kinh nghiệm hơn hẳn, sẽ rất khó để đội bóng của Edward Iordanescu viết tiếp hành trình. Hà Lan sẽ tới Allianz Arena sau khi để thua 2-3 trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng trước Áo. Hà Lan bị dẫn trước 1-0 ở hiệp 1 nhưng đã gỡ hòa ngay đầu hiệp 2. Áo lại dẫn trước ở phút 59 nhưng Hà Lan đã trở lại để gỡ hòa lần thứ 2 sau 16 phút. Thế nhưng hàng thủ Hà Lan tiếp tục thi đấu lỏng lẻo và để Áo ghi bàn thắng quyết định ở phút 80. Thất bại trước Áo là trận thua đầu tiên trong 5 trận đấu của Hà Lan. Họ đã đánh bại Ba Lan trong trận mở bán Euro 2024 cộng với việc họ đã đánh bại Canada và Iceland trong các trận giao hữu. Hà Lan cũng giành được một điểm ở bảng D nhờ trận hòa 0-0 với Pháp. Hà Lan đã thua cả 3 trận đấu loại trực tiếp gần đây nhất tại Euro, trước Bồ Đào Nha ở bán kết năm 2004, Nga ở tứ kết năm 2008 và Cộng hòa Séc ở vòng 16 đội của Euro 2020. Họ có thể trở thành quốc gia thứ hai để thua 4 trận đấu loại trực tiếp liên tiếp trong lịch sử giải đấu, sau Nam Tư từ năm 1968 đến năm 2000. Đây mới chỉ là lần thứ hai Rumania và Hà Lan chạm trán nhau ở giải đấu lớn, khi Hà Lan từng giành chiến thắng 2-0 ở vòng bảng Euro 2008. Lần gặp nhau gần nhất của họ là trận giao hữu ở Bucharest năm 2017, khi Hà Lan giành chiến thắng 3-0 nhờ các bàn thắng của Depay, Ryan Babel và Luke De Jong. Lần đầu tiên trong lịch sử giải vô địch châu Âu, cả 4 đội trong cùng một bảng đấu đều tích lũy được số điểm bằng nhau, khi Rumania, Ukraine, Bỉ và Slovakia đều thắng một trận, hòa một trận và thua một trận để có được 4 điểm. Tuy nhiên, nhờ chiến thắng đáng kinh ngạc với 3 bàn trước Ukraine và trận hòa với Slovakia vào ngày thi đấu cuối cùng đã giúp Rumania đứng đầu bảng E. Nhờ đó, Rumania đã chấm dứt 24 năm không được tham dự vòng loại trực tiếp của các giải đấu lớn, lần gần nhất vượt qua vòng bảng của giải vô địch châu Âu là vào năm 2000. Rumania không cần phải trải qua vòng 16 đội năm đó và đã đi thẳng vào tứ kết khi để thua trước đội tuyển Italia hùng mạnh. Họ đã phải chịu thất bại ở giai đoạn này tại World Cup 1934, 1938, 1990 và 1998, vì vậy lịch sử đang hoàn toàn chống lại Rumania. Xu hướng cho thấy Rumania chỉ thắng 1 trong 10 trận gần đây nhất của họ tại Euro. Rumania chỉ thắng được Hà Lan 1 lần trong 14 trận trên mọi đấu trường, hòa 3, thua 10, để thua 4 trận liên tiếp gần đây nhất kể từ chiến thắng 1-0 ở vòng loại Euro vào tháng 10 năm 2007. Chuyên gia của thể thao 5.1 dự đoán đây sẽ là một trận đấu có từ 3 bàn trở lên. Chúc các anh em may mắn. Euro 2024, Hà Lan đối đầu với thử thách từ Rumania. Rumania sẽ bước vào trận đấu vòng 16 đội với Hà Lan vào tối thứ ba, hy vọng tạo nên bất ngờ tại giải đấu. Tuy nhiên, trước đối thủ dày dặn kinh nghiệm, Rumania sẽ đối mặt với thử thách khó khăn. Hà Lan bước vào trận đấu này sau khi để thua Áo ở lượt trận cuối vòng bảng. Dù đã ghi được 2 bàn gỡ hòa, nhưng hàng thủ lỏng lẻo của Hà Lan đã khiến họ phải nhận thất bại. Đây là trận thua đầu tiên của Hà Lan trong 5 trận đấu gần nhất. Hà Lan có thành tích không mấy ấn tượng ở các trận đấu loại trực tiếp tại Euro, thua cả 3 trận gần nhất. Họ có nguy cơ trở thành quốc gia thứ hai thua liên tiếp 4 trận đấu loại trực tiếp trong lịch sử giải đấu. Rumania đã gây bất ngờ khi đứng đầu bảng E, chấm dứt 24 năm không được tham dự vòng loại trực tiếp của giải đấu lớn. Trận đấu sắp tới hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn với nhiều bất ngờ có thể xảy ra.